em trả lời là hết. Ban tổ chức xin được trân trọng thông báo, xin mời đại diện của các đoàn, các đơn vị của chúng ta đến từ 13 huyện thành thì chúng ta sẽ trở lại cánh cả sân khấu để cùng ban tổ chức nhận giải thưởng từ ban tổ chức. Xin được trân trọng thông báo. Ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng thông báo một lần nữa, đại diện được mời đại diện của các đơn vị tối nhà tập anh quay về tối chúng ta sẽ trở lại phía cánh nhà sân khấu và cùng làm thủ tục nhận giải thưởng của ban tổ chức. Xin được trân trọng thông báo. Kiểu đấy là cái ảnh ấy nó xâm. Ở trên đấy à? Rộng nhỉ? Ở trên này. Cái khủ đưa đi nhanh nhé. Đâu? Lên đầu luôn. Bắt đầu tôi mở cửa. Kia chú ông lên đây chẳng hiện nay đây phù thủy tấn rồng để mình nữa bao nhiêu đoàn dự quân đợt nào quay giúp kiểu thì mình bao nhiêu kiểu nó quân lên đây nhảy khiêng lên bọc rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.